Hello, xin chào tất cả các bạn. Mọi người đã ngủ chưa? Giờ này là 10 giờ rưỡi rồi mà tự nhiên các bạn biết không? Trong lòng mình tự nhiên nó đói cồn cà ruột. Tại vì các bạn biết sao? Mình nguyên ngày hôm nay mình chỉ ăn sáng một trái táo. Buổi trưa thì mình ăn hai cái đùi gà. Và bây giờ thì mình rất chi là đói bụng. Nhưng mà mình quyết tâm là mình sẽ không ăn. Để sao? Để cho nó ốm bớt. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đây. Quá wow, rất là ngon luôn nha các bạn ơi. Nhìn thấy là chảy nước miếng luôn à. Đây các bạn thấy không? Đây là một dĩa táo. Cái này gọi là mận Hà Nội. Nhưng mà các bạn biết cái mận này có gì đặc biệt không? Cái này không phải giống như là mấy cái mận kia, mà cái hộp nó ăn nó rời ra luôn á các bạn. Nó rời ra luôn á. Nè mình ăn thử cho các bạn ăn trái này đi. Chấm với miếng muối này. Quá các bạn ơi. Muối ngon quá à. Nó cay á. Xin mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Ngon quá. Mình ghiền ăn cái này lắm. Giờ này ăn chắc hơi mệt. Các bạn thấy không, cắn cái là cái hộp rớt ra ngoài. Hộp nó không có dính vô nha. Xin mời các bạn ăn táo với mình nha. Ăn mận Hà Nội nha. Quá trời đã. Các bạn biết sao không? Cái muối này rất là ngon. Tại vì sao? Tại vì muối này là muối hồng á. Mình mua muối hồng của Malaysia. Rồi mình giã hai trái ớt vô, mình bỏ xíu đường. Ngon lắm. Quá đã luôn nha các bạn. Giảm cân ăn cái này thì quá tuyệt vời à. Ngon quá trời ngon. Cắn vào rồi cái nó giòn tan. Ngon lắm các bạn ơi. Tự nhiên sao mình thèm vậy không biết. Mà cái đặc biệt là cái hộp này nó không có dính lại nhau. Cái hộp mận mình ăn nó không bị dính lại, dính cái thịt đó. Còn hồi trước mình mua mấy cái loại kia ăn nó dính vô, cay quá các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Các bạn có tin mình ăn hết cái dĩa này không? Ngon quá. Ăn nó cay mà nó ngon, nó chua chua. Các bạn chỉ việc bỏ vào miệng cắn cái là cái hộp nó rớt ra ngoài. Quá ngon à. Chắc đây là món để mình giảm cân quá. Ngon quá các bạn ơi. Bạn nào chưa ăn cái trái này nên ăn thử nha, rất là ngon.
quá đã, quá đã. Quá trình ngon luôn các bạn ơi. Mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Hôm nay mình đi vô Ion Tân Bình á, mình đang cầm máy quay, trong đó không cho quay các bạn. Mấy anh bảo vệ không cho quay, kêu là sợ quay những cái dòng sản phẩm ở đây lên, lỡ mà thức ăn nó có bị gì á. Mình thấy hơi lạ, tại vì nếu mà những chỗ nào mà cấm quay phải có cái biển báo cấm đúng không? Lần này không có biển báo gì hết, cũng cấm mà trung tâm thương mại mà cấm mình mới bức xúc chứ. Chỉ để chụp hình. Ngon quá. Ngon mà ăn chua ê răng quá. Mấy trái đầu không thấy chua. Để mới chán hết chua. Chua quá. Ăn chừng mười mấy hai chục trái thế là nó chua. Chua mà cay quá các bạn ơi. Mình chém một ớt là nó cay nè. Chưa hết nổi rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình nha. Ăn mận nha. Bạn nào muốn giảm cân thì ăn giống như mình nha. Bảo đảm sẽ xuống ký. Bye bye, xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một buổi tối an lành. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Good night.